Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với channel lại là mình đây các bạn ơi, Hoàng Tiền Retail đây. Thì hôm nay mình sẽ cùng các bạn đến với Thế Di Động để chuyên tay và trải nghiệm một dòng sản phẩm vừa mới ra mắt đến từ thương hiệu Xiaomi. Đó chính là Xiaomi Redmi Note 10 Series. Hiện tại thì sẽ có Xiaomi Redmi Note 10 và Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Thì các bạn muốn mình trải nghiệm dòng sản phẩm nào trước? Thôi không cần các bạn phải quyết định đâu, thì mình sẽ tự xử luôn. Hôm nay mình sẽ cùng các bạn đến với Thế Di Động để trên tay và trải nghiệm dòng sản phẩm Xiaomi Redmi Note 10 được Xiaomi đặt tên là nhà thám hiểm AMOLED. Wow, nghe thì có vẻ rất là huyền bí không các bạn? Liệu thì không biết nhà thám hiểm này sẽ mang đến cho các bạn những trải nghiệm gì đây? Thì mình sẽ cùng các bạn trải nghiệm nha. Nhưng mà trước tiên thì xin bật mí một chút xíu về nhà thám hiểm AMOLED này. Nhà thám hiểm AMOLED này thì sử dụng một con chip Snapdragon 675, các bạn, 678, một viên pin 5000 kèm công nghệ sạc nhanh 33W, một hệ thống âm thanh 2 AUX, 2 loa trên và dưới cực đỉnh, và còn rất là nhiều tính năng đặc biệt trang bị ở trên Xiaomi Redmi Note 10. Không các bạn phải đợi lâu nữa nha, thì mình sẽ cùng các bạn trải nghiệm thôi. Hôm nay mình sẽ cùng các bạn đến với Thế Di Động, địa chỉ là 108 đường Lê Văn Khương, 1 phường Thang, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh để trên tay và trải nghiệm em Xiaomi Redmi Note 10 nha. Những bạn nào ở gần đây có thể đến đây để trải nghiệm, còn những bạn nào ở xa có thể đặt hàng online ở địa chỉ trên nha. Đến hẹn lại lên, trong năm nay Xiaomi tiếp tục làm mới bộ sưu tập thiết kế tầm trung của mình với chiếc smartphone mới trong dòng Redmi Note, thiết kế mang tên Redmi Note 10. Nhưng chiếc điện thoại của Xiaomi Redmi Note đã quá là hot rồi. Liệu thì chiếc smartphone mới này có đủ sức làm lu mờ đến những sản phẩm tiền nhiệm hay không? Thì mình sẽ cùng các bạn đánh giá chi tiết. Những người anh em tiền nhiệm của Xiaomi Redmi Note 10 có thể kể đến là Xiaomi Redmi Note 6, Xiaomi Redmi Note 7, Xiaomi Redmi Note 8 và Xiaomi Redmi Note 9. Thì trước khi đánh giá chi tiết hơn về em Xiaomi Redmi Note 10 này, thì mình sẽ cùng các bạn làm một so sánh nho nhỏ về người tiền nhiệm gần nhất của Xiaomi Redmi Note 10, đó chính là Xiaomi Redmi Note 9 ha. Về phần màn hình thì màn hình của Note 10 có vẻ nhỉnh hơn. Không nhỉnh hơn đâu nha các bạn. Note 9 là màn hình rộng 6.53 inch, còn Note 10 chỉ có rộng 6.43 inch thôi. Nhưng mà Note 10 trang bị công nghệ màn hình là AMOLED, so với Note 9 là chỉ là IPS LCD thôi. Cả hai đều trang bị với độ phân giải là Full HD cộng. Về phần hiệu suất thì Xiaomi Redmi Note 10 trang bị một con chip Snapdragon 678 8 nhân, còn Note 9 chỉ là MediaTek Helio G85 8 nhân thôi. Nếu để lên bàn cân thì chắc chắn là mình sẽ chọn Snapdragon chứ không chọn MediaTek Helio. Bởi vì Snapdragon các bạn thấy thì chiến game một thời gian dài rất là ngon luôn. Về pin thì Xiaomi Redmi Note 10 tuy là chỉ trang bị viên pin 5000 so với Note 9 là 5020mAh, nhưng bù lại Note 10 trang bị sạc nhanh là 33W so với Note 9 là chỉ có 18W thôi nha các bạn. Về camera thì cả hai đều trang bị cụm 4 camera với độ phân giải là 48, 8, 2 và 20MP. Đây là một điểm tương đồng cực kỳ dễ thương. Bên cạnh đó camera trước cả hai cũng đều là 13MP luôn. Về màu sắc thì Note 9 trang bị là 4 màu, trong khi Note 10 là chỉ có 3 màu thôi nha anh em, xanh lá, trắng và màu xám. Bây giờ thì mình sẽ cùng các bạn đánh giá chi tiết hơn về em Note 10 này nha. Màn hình của Xiaomi Redmi Note 10 có kích thước là 6.43 inch, độ phân giải là Full HD cộng, mật độ điểm ảnh cao lên đến 409 PPI, đem đến khả năng hiển thị vô cùng sắc nét chưa từng thấy trên những chiếc Redmi Note trước. Nhờ vào việc sử dụng tấm nền AMOLED cho độ sáng cao, màu sắc trung thực, thích hợp để chụp ảnh và hoạt động chỉnh sửa ảnh. Chiếc smartphone này sử dụng màn hình đục lỗ tràn viền. Camera trước được đặt ở giữa màn hình, điều này mang đến trải nghiệm không gian hoàn toàn mới mẻ và tối ưu nhất. Màn hình của Xiaomi Redmi Note 10 trang bị kính cường lực là Corning Glass 3. Bên cạnh đó thì màn hình của Xiaomi Redmi Note 10 còn trang bị cảm biến ánh sáng 360 độ tự động điều chỉnh độ sáng, chế độ đọc sách 3.0 giống như đọc báo giấy, đặc biệt là chứng nhận màn hình bảo vệ mắt Eye Care Display T
từ SGS thiết kế tạo sự thoải mái cho mắt. Thực sự là màn hình của Xiaomi Redmi Note 10 tuyệt vời nha các bạn. Nói chung là không còn gì để chê nữa. Thì mình vừa đánh giá về màn hình của nhà thám hiểm AMOLED, gần hơn, nâng cao trải nghiệm hình ảnh, tuyệt đỉnh với một màn hình AMOLED. Tiếp theo là về phần camera. Điểm độc đáo trong thiết kế của Redmi Note 10 đó chính là cụm camera sau ở mặt lưng được xếp thành cụm hình vuông trông khá là bắt mắt. Và đây chính là hệ thống 4 camera với độ phân giải khủng, lần lượt là camera chính là camera đầu tiên các bạn, trên cùng 48 megapixel với khẩu độ là f1.8, hỗ trợ chụp ảnh góc rộng. Ở phía dưới chúng ta sẽ có thấy hai cái camera được đặt ở trong một cái ô tròn màu đen. Với camera bên trái là camera 8 megapixel khẩu độ là f2.2, chụp ảnh góc siêu rộng 118 độ. Bên phải là camera 2 megapixel đo chiều sâu ảnh. Và cái camera ở dưới cuối cùng đó chính là camera chụp ảnh macro 2 megapixel. Với sự kết hợp này thì Xiaomi Redmi Note 10 của bạn hoàn toàn đủ khả năng để chụp ảnh một cách chuyên nghiệp với nhiều trường hợp khác nhau như là chụp ảnh nhóm hay là chụp ảnh chân dung, mang đến cho bạn những tấm ảnh xuất sắc nhất. Các bạn cảm nhận camera của Xiaomi Redmi Note 10 thiết kế rất là đẹp mắt không các bạn? Thoạt nhìn thì nói chung là các bạn lầm tưởng là camera này sẽ thiết kế 2 tầng, nhưng mà thực sự nó chỉ có 1 tầng thôi nha. Cụm 4 camera được thiết kế nằm trong một ô hình chữ nhật và tiếp theo là cụm đèn flash. Camera trước được thiết kế dạng đục lỗ giúp mở rộng khung hình. Camera trước có độ phân giải là 16 megapixel, đầy đủ các tính năng như là chụp HDR, panorama, sẵn sàng hỗ trợ bạn chia sẻ ảnh đẹp lên mạng xã hội bất kỳ lúc nào. Redmi Note 10 thì trang bị màn hình với tần số quét là 60Hz thôi nha các bạn. Về phần thiết kế thì thiết kế dưới màn hình điện thoại là jack tai nghe 3.5, jack sạc Type-C, loa ngoài. Bên phải màn hình điện thoại là nút nguồn tích hợp chung với nút mở khóa bằng vân tay nha các bạn, nút tăng giảm âm lượng. Đây các bạn ơi, hệ thống loa kép của Xiaomi Redmi Note 10 đây thì các bạn thấy là ở trên điện thoại và ở dưới điện thoại thì đều trang bị mỗi một chỗ là một hệ thống loa cực đỉnh. Bạn sẽ đắm chìm vào trải nghiệm âm thanh tập thể với hệ thống Hi-Res Audio. Bên phải màn hình điện thoại là khe SIM, Note 10 thì trang bị hai SIM hai sóng kèm theo trợ thẻ nhớ tối đa lên 512GB. Tiếp theo là về phần hiệu năng các bạn. Đây là giao diện phần cài đặt của Xiaomi Redmi Note 10 thì những bạn nào sử dụng hệ điều hành Android cũng như là Xiaomi thì rất là quen thuộc rồi phải không? Xiaomi Redmi Note 10 chạy hệ điều hành Android 11 với phiên bản MIUI 12.0.2 được hỗ trợ bởi con chip Snapdragon 6788 nhân, xung nhịp 2x2.2GHz và 6x1.7GHz, chip đồ họa là Adreno 612 với tiến trình 1 nanomet, trang bị viên RAM là 6GB, bộ nhớ trong là 128GB, hiện tại thì còn trống khoảng 113GB nha các bạn. Xiaomi Redmi Note 10 trang bị viên pin là 5000 kèm công nghệ sạc nhanh là 33W. Với công nghệ sạc nhanh 33W này, các bạn sạc đầy pin chỉ trong vòng 30 phút thôi nha. Về tính năng bảo mật thì Xiaomi Redmi Note 10 trang bị mở khóa bằng màn hình, mở khóa bằng vân tay, mở khóa bằng khuôn mặt và mở khóa bằng Bluetooth. Thì Xiaomi Redmi Note 10 này trang bị mở khóa cạnh viền tích hợp chung với nút nguồn các bạn. Mình cứ lầm tưởng là mở khóa ở dưới màn hình nhưng mà thực sự là không phải nha. Note 10 mở khóa tích hợp chung với nút nguồn ở cạnh bên phải màn hình nha các bạn. Về phần thiết kế thì Xiaomi Redmi Note 10 thiết kế nguyên khối khung kim loại và mặt lưng nhựa, dày 8,92mm và trọng lượng là 178,8g. Nói chung là cảm nhận mình cầm trên tay thì khá là nhẹ nhàng các bạn. Và đặc biệt là nâng cấp toàn diện với các chi tiết thiết kế hàng đầu. Thân máy sở hữu mặt lưng bo cong, hai đầu phẳng và các cạnh thon gọn, mang lại vẻ ngoài tao nhã nhưng không kém phần sang trọng. Về mặt lưng sau các bạn thấy với logo Redmi nho nhỏ ở cạnh bên phải mặt lưng sau đó chính là thông tin về nơi sản xuất, nhà thiết kế cũng như là tên chiếc điện thoại. Cụm camera thì được thiết kế nằm ở góc cạnh bên trái màn hình điện thoại.
nổi bật nhất ở mặt lưng sau. Mặt lưng này thiết kế với tông màu bóng nha các bạn. Phối màu tự nhiên đề cao sự tối giản nhưng sang trọng, màu sắc tôn lên phong cách của bạn với thiết kế bề mặt bóng bẩy cả ở khung viền lẫn ở mặt lưng sau. Mỏng và nhẹ, dễ cầm nắm, khung giúp điện thoại trông mỏng hơn thực tế với trọng lượng dưới 108g, việc mang theo chiếc điện thoại trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Thực sự để mình cầm trên tay thì Xiaomi Redmi Note 10 rất là nhẹ nhàng luôn nha các bạn. Các góc cạnh thì được thiết kế với một sự tinh tế cực đỉnh. Nhưng mà có một điểm mình không thích ở mặt lưng sau, đó chính là nó có nhiều cái khe các bạn. Giữa mặt lưng và cái khung của điện thoại nó hở ra những cái khe nho nhỏ, nhìn nó hơi xấu một chút xíu. Bây giờ thì mình sẽ cùng các bạn trải nghiệm cụm 4 camera ở trên Xiaomi Redmi Note 10 nha. Và đây là tấm hình mình chụp được ở trên Xiaomi Redmi Note 10. Tuy là chỉ trang bị cụm camera với camera chính là 48MP chứ không phải là 64 hay là 108, nhưng mà tấm hình mà mình chụp được thì sắc nét không kém gì 108MP đâu nha các bạn. Bên cạnh đó thì camera của Xiaomi Redmi Note 10 còn trang bị tính năng quay siêu chậm nè, lấy nét theo pha, ban đêm cho nhanh thời gian, quay chậm, xóa phông, chạm lấy nét toàn cảnh, tự động lấy nét những diện khuôn mặt HDR làm đẹp, góc rộng, siêu cận, góc siêu rộng. Hỗ trợ quay video là Full HD nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã coi video của mình. Thì mình vừa cùng các bạn trên tay và trải nghiệm em Xiaomi Redmi Note 10 tại Thế Di Động. Và tạm biệt các bạn.